Chào mọi người trở lại với phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 1 năm 2021 ạ. Trước mắt mọi người đây là cơ sở gian hàng của chị Mười Cường, cái tên thân thuộc ở Nam Trà My nha mọi người. Hiện tại thì ngồi sâm tươi thì gian hàng này trưng bày rất là nhiều sản phẩm do cơ sở Mười Cường tự làm ra, hay còn gọi là ô cốt nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng sản phẩm ở đây. Như mọi người đã thấy thì đa số các gian hàng ở phiên chợ sâm đều có trưng bày các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, như là rượu ngâm sâm này. Ở đây thì chị Mười Cường của chúng ta có hoa sâm ngâm với rượu này, lá sâm ngâm rượu. Ở đây là có sâm nam nha mọi người. Nhiều năm qua thì cơ sở Mười Cường đã đi đầu, là một trong những cái cơ sở tiên phong ở Nam Trà My tạo ra những sản phẩm ô cốt như thế này từ dược liệu của Trà My, ví dụ như là chè dây, trà túi lọc chè dây mọi người ạ. Đó. Đây, thêm một sản phẩm nữa. Nhìn mẫu mã thì giống nhau thôi, tuy nhiên là các sản phẩm ở trong này nó khác. Đây là trà túi lọc từ nấm linh chi nha mọi người. Hình ảnh được sử dụng rất là truyền thống, mang đậm bản sắc của người đồng bào của Nam Trà My. Đây không những là tình yêu gửi gắm qua các sản phẩm mà còn là tình yêu quê hương. Những sản phẩm tốt cho sức khỏe, vừa là niềm tự hào của Nam Trà My, vừa là một trong những cái gì đó rất là thân thiết, thân thuộc đối với người đồng bào Ca Dông, Xê Đăng nói chung và người dân Nam Trà My. Mình xem tiếp bên này nữa. Ở bên này thì chúng ta thấy một bình cũng là rượu ngâm sâm nam, nhưng mà củ thì rất là to này. Ngoài ra thì ở đây có sâm ngâm mật nha mọi người. Đấy, sâm ngâm mật của cơ sở Mười Cường. Đây là lá sâm, lá sâm ngâm rượu. Wow. Đang review. Đây, Mười Cường là một trong những đơn vị như mình đã nói là tiên phong trong việc sản xuất ra các sản phẩm ô cốt để mà phân phối đi khắp cả nước. Ở đây thì có trà rau má rừng. Công dụng của trà này là bồi bổ cho sức khỏe, rất là nhiều đối tượng nhé, giảm stress, chữa bệnh mất ngủ này, cái này là uống cái này vào là ngủ ngon, tăng cường trí nhớ hay là làm đẹp da, vân vân và vân vân. Các sản phẩm của Mười Cường rất là đa dạng luôn ạ. Đây là cái tuổi thơ của rất là nhiều người đúng không ạ? Đây là trái ươi. Quả này thì ngâm nước ăn rất là mát luôn. Ở đây thì Mười Cường cũng có nha. Các sản phẩm ở đây rất là đa dạng luôn. Đó. Một loại trà nữa, nhưng mà làm từ giả cổ lam ạ. Tên rất là hay. Đặc sản của Nam Trà My này. Bên cạnh hình ảnh của người con gái Ca Dông, những bản làng thì bên trong những hộp như thế này là những loại dược liệu vô cùng quý báu đối với người dân Nam Trà My. Hiện tại thì không khó để mà các bạn tìm mua những sản phẩm như thế này. Tuy nhiên là để yên tâm hơn cũng như là có một cái giá cả nó đảm bảo thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp tại phiên chợ sâm, mà cụ thể ở đây là doanh nghiệp Mười Cường. Đó. Đây là giả cổ lam, đây là giả cổ lam chưa sơ chế thành sản phẩm. Cái này à, được bà con phơi khô và trẻ nhỏ như thế này. Nếu như mọi người có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm cũng như là đặt mua thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0969 066 467 để gặp chị Mười Cường. Bên này là có sâm nam khô, nấm linh chi, chuối hột, rất là nhiều sản phẩm ở đây.
giờ dây. Đây. Những món hàng như thế này khi mà đặt chân lên Nam Trà My thì có thể mang về làm quà cho gia đình hoặc là đồng nghiệp của mình thì không còn gì bằng đúng không? Chè dây đây là đã được chế biến thành bột rồi. Mình có thể đây là các túi để mình ngâm thành trà. Còn nếu như không thì mọi người có thể mua cái loại mà sơ chế như cái dạng đóng gói như thế này. Thì mọi người về có thể tự ngâm và nấu nước cũng được. Tuy nhiên thì mua cái này thì nhìn nó tiện hơn đúng không? Mình chỉ cần có nước sôi thôi mà ngâm nó thôi là sử dụng được trong những dịp Tết. Một sản phẩm mà mình rất là yêu thích tại phiên chợ Sâm. Mình rất là sang trọng. Có một bình rượu như thế này, rượu sâm nguyên cây ạ, sâm Ngọc Linh nguyên cây ngâm rượu. Củ, thân, lá và cả hoa. Đấy, mình cùng xem qua một vòng của gian hàng Mười Cường. Không thiếu bất kỳ một món gì, từ sâm Ngọc Linh cho đến dược liệu Nam Trà My. Ở đây thì đây là rượu cần nha mọi người. Rượu cần của người đồng bào Ca Dông. Việc bày bán như thế này cũng thể hiện cái tâm huyết của cơ sở đối với phiên chợ, cũng như là đối với cái việc mà quảng bá cái sản phẩm của Nam Trà My đến với bạn bè. Nếu có thời gian, bạn có thể sắp xếp lên Nam Trà My. Bây giờ mùa xuân cũng đã sắp tới rồi. Những ngày này tuy là lạnh một chút thôi, nhưng mà mọi người yên tâm nhé, không đến mức mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Sắp xếp thời gian một tí thì mọi người có thể lên thăm, ngồi cái khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Nam Trà My thì cũng có thể thưởng thức những món ăn ngon, những nét văn hóa đặc trưng và mang về cho mình, cho người thân của mình những cái sản phẩm làm quà mang chất núi rừng như thế này. Số điện thoại là 0969 066 467, doanh nghiệp Mười Cường ở Trà Mai, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Đấy. Doanh nghiệp Mười Cường. Cảm ơn mọi người đã đón xem nha. Và mọi người cũng không cần phải bận tâm quá nhiều về giá cả, tại vì ở đây giá cả rất là phù hợp, đặc biệt là trong các phiên chợ như thế này, hoặc là liên hệ trực tiếp tại cửa hàng ở Nam Trà My. Mọi sản phẩm đều có để cho mọi người lựa chọn nha. Cơ sở Mười Cường vẫn có bán sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên là lúc sáng đến giờ là chị ấy bán cũng khá khá rồi. Cho nên nếu như có nhu cầu đặt mua thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại mà mình đọc lúc nãy để tìm hiểu thêm nha. Về phiên chợ là gian hàng nào cũng sẽ có sâm Ngọc Linh cho mọi người. Đường sâm sẽ cung cấp quanh năm luôn. Những sản phẩm gói gọn rất là dễ thương và tinh tế như thế này ạ. Vừa bổ dưỡng rồi, vừa trang trọng. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi cái video này à. Mọi người nếu như yêu thích cái phiên chợ sâm thì có thể đăng ký kênh để cập nhật thường xuyên thông tin nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau rồi.